Ok Ngọc ơi, hôm qua thì chị có nghe Thu nói là em đã được cải thiện một cái vấn đề rất là tuyệt vời luôn. Thì em có thể chia hôm nay em chia sẻ lại với cho mọi người nè. Đầu tiên em giới thiệu về tên của em nè. Đó là em đang sinh sống ở đâu, rồi cái tình trạng trước khi mà em dùng sản phẩm wellness của công ty chúng ta thì em muốn cải thiện vấn đề gì về sức khỏe, và sau khi em dùng bao nhiêu sản phẩm gì và bao nhiêu hộp thì em đã được có kết quả, thì em chia sẻ với mọi người nhé. Dạ, là em tên là Phan Thị Kim Ngọc ở chợ mới An Giang. Em sinh năm 1988. Là trước khi em đến với công ty là em đang ở trong tình trạng hiếm muộn. Em lập gia đình 6 năm rồi mà vẫn chưa có con. Ok. Rồi em mới được bạn Bích Trâm của nhóm chị Thu á giới thiệu vô làm công ty của mình. Rồi em nghe mấy chị chia sẻ về sản phẩm Unet, em thấy hấp dẫn lắm. Em thấy hay lắm mà, nhưng mà điều kiện kinh tế không cho phép em mua nguyên bộ em uống, nên em mua riêng lẻ từng sản phẩm. Đầu tiên là em mua hộp chất xơ đừng em uống, đừng cho nó cải thiện tình trạng mỏi bụng của em. Ok. Rồi xong tháng sau đó em mới lãnh lương công ty, em mua hộp omega 3 em uống. Uống rồi xong rồi cái khoảng tháng 12 là mẹ em bị sỏi thận, nhập viện. Rồi em mới nghe chị với chị Thu là giới thiệu với UNED có thể cải thiện được tình trạng sỏi thận đó, em mới rủ mẹ em mua chung để sử dụng. Là em sử dụng được khoảng một hộp UNED tím. Rồi xong tháng sau nữa em mới mua omega 3 em uống nữa. Omega 3 là em mua uống 3 hộp liên tiếp. Rồi công ty mình mới có chương trình sale là mua chất xơ 3 hộp tặng một hộp. Em tiếp tục mua chất xơ em uống, xong chất xơ nữa. Rồi tới tháng tháng 10, tháng rồi em mới mua một hộp Rồi, táo đỏ em uống. sáu. Táo đỏ em uống chưa được nửa hộp nữa thì em thấy trong cơ thể em nó có sự thay đổi khác thường. Em mới mua que về em thử là em thấy lên được 2 vạch. Quá đã luôn. Tuyệt vời đó. Nhưng mà em kể nè, tức là tình trạng của em với ông xã em á, đi khám thì bệnh viện nói như thế nào á em? Dạ, em đi khám ở trên Từ Dũ là khoảng tháng 9 năm rồi á, là bị không là khoảng tháng 12 chắc, là hai vợ chồng là bị em thì bị tắc nghẽn ống dẫn chứng, còn chồng em là tinh trùng yếu chỉ có 2% di động Ôi, vậy đó hả? thôi. Rồi Hai vợ em chồng dùng sản phẩm tính em có đi cho ông xã dùng không em? Khi mà em dùng em có cho ông xã dùng không? dạ có chị, em xã em dùng omega 3 cải thiện tình trạng mắt khi ảnh đi hàng đó, chứ em cũng không có nghĩ là uống nó sẽ bảo lên tinh trùng, em chỉ Hay quá. cải thiện mắt thôi. Dạ Tức là ông xã là em hai vợ chồng tính dự định là đi thông đó chị, đi thông ống dẫn chứng là tốn 13 triệu đó, mà dịch bệnh tới cái hai vợ chồng đi không được. may quá là không có tốn 13 triệu. Là đã có con rồi, tuyệt vời. Bây giờ mình siêu âm là bé được mấy tuần rồi em? Dạ được 5 tuần rồi chị. Tuyệt vời. Em đi Hạnh phúc thứ quá. bảy. Dạ. Chúc mừng Ngọc nha. Tức là mình là bị hiếm muộn là 6 năm. Đó, 6 năm rồi mình đi bệnh viện khám thì bác sĩ cho biết là Ngọc thì là bị tắc tắc ống dẫn trứng hả con em? Tắc ống dẫn Dạ trứng. tắt hai bên luôn. Tắc hai bên ống dẫn trứng luôn, và chồng thì là tinh trùng yếu, là chỉ có 2% hả? 2% lưu động thôi. 2% lưu động thôi. Đó, và khi mình về á thì mình có sử dụng cái sản phẩm của công ty. Đó là cái sản phẩm đầu tiên là chỉ dùng đầu tiên là muốn uống chất xơ để mà cải thiện cái mỡ bụng thôi. Đó, nhưng mà thực tế là khi mà em sử dụng chất xơ đó, nó giúp thanh lọc cái ruột của mình rồi đó. Thì khi em ăn thức ăn nè, còn em uống dinh dưỡng vô thì rất là dễ hấp thu á, cho nên mình sẽ có kết quả tốt hơn. Đó, và điều kiện kinh tế thì Ngọc cũng đáng lẽ là những người mà bị như vậy á là người ta sẽ dùng combo wellness là vừa bột vừa viên luôn, vừa chất xơ vừa bột vừa viên luôn. Đó, nhưng mà Ngọc thì do điều kiện kinh tế của mình thì mình chỉ dùng có một hộp viên, ba hộp omega 3 đó, và tiếp tục là ba hộp chất xơ.
rồi mà một hộp táo đỏ, một hộp táo đỏ mình chưa dùng hết, chưa dùng hết, mới dùng hơn nửa hộp là mình đã có tin vui rồi đúng không em? Dạ. Quá tuyệt vời, em có thấy cái sản phẩm công ty mình tuyệt không? Quá tuyệt vời luôn chị. À, rất là tuyệt vời luôn, cảm ơn em nha. Hy vọng là cái phần chia sẻ của em sẽ giúp cho những bạn mà bị hiếm muộn đó, họ sẽ có cơ hội thay đổi được cái cơ thể của mình để có cách đón nhận cái tin vui. Cảm ơn phần chia sẻ của Ngọc nha.